Thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức điều chỉnh thời gian chốt danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ thực hiện việc này vào ngày 15 tháng 4, một ngày sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, việc công bố danh sách được dự kiến vào ngày 16 tháng 4, chỉ còn cách trận ra quân gặp Kuwait một ngày. Đội U23 Việt Nam sẽ đến Qatar với đội hình gồm 27 cầu thủ và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ thực hiện việc loại bỏ 4 người, trong đó có một thủ môn. Điều này đồng nghĩa rằng sẽ có 3 trên 26 cầu thủ phải chia tay đồng đội và trở về nước. Các cầu thủ và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tập trung vào giai đoạn quan trọng của quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Trận giao hữu với U23 Jordan kết thúc với tỷ số hòa không đều sau 90 phút. Trên chấm luân lưu, U23 Việt Nam đã thua với tỷ số 3-4 sau khi Mạnh Hưng và Vĩ Hào đá hỏng. Vào trưa ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, U23 Việt Nam đã di chuyển đến khách sạn do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chỉ định cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các công tác chuẩn bị sau sự kiện được VFF thực hiện một cách cẩn thận. Đội U23 Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Le Meridien, một trong những khách sạn 5 sao tại Doha thuộc hệ thống Marriott Bonvoy. Địa điểm lưu trú này đặc biệt thuận lợi cho đội tuyển để di chuyển đến sân tập và sân thi đấu. Đội U23 Kuwait cũng lưu trú tại cùng một khách sạn. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 cũng là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 khu vực châu Á. Ba đội dẫn đầu và đội xếp thứ tư sẽ giành vé vào vòng bảng môn bóng đá nam tại Thế vận hội, trong khi đội thứ tư sẽ đá trận play-off liên lục địa với đại diện châu Phi. U23 Việt Nam nằm ở bảng D với Kuwait, Malaysia và Uzbekistan. Mục tiêu của đội bóng và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là vượt qua vòng bảng và tiến vào vòng tứ kết, nơi mở ra cơ hội tham dự Olympic.